Em xin chào anh em, trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Em xin review cái con máy nổ Kubota 3 máy nha anh em. Để em quay sơ lược một vòng cho anh em xem qua ha. Con này nó có cái công tắc điện luôn nha anh em, có bơm thủy lực luôn nè, bơm thủy lực đôi nha. Đây là ga, đằng này là tắc cơ. Bánh đà đồ còn rất là đẹp nha anh em. Con này là D1105 nha anh em. Thông số của nó là 1.123 lít. Đây tem bạc luôn nha anh em. Con này nó có cái mã số là 350 nha anh em. Anh em có nhu cầu thì báo mã số này cho em biết ha. Rồi, em quay sơ lược một vòng rồi em test nổ cho anh em xem ha. Máy rất là nhạy nha anh em. Chích vô là chạy. Máy chạy rất là ok nha anh em. Không khói, không ra hơi nha. Rồi, tắt ở đây nha anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng cái con máy nổ Kubota D1105, mã số nó là 350, thì anh em liên hệ qua số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em. Rồi em xin cảm ơn anh em rất nhiều ạ.